Xin chào mọi người, hôm nay Trung lang thang sẽ dẫn mọi người đi ghé một quán, đó là cửa hàng nướng Mậu Dịch. Quán thì nằm ở 28B Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là hướng dẫn đặt bàn nha. Thì các bạn đến đây vào những ngày mà thứ bảy và chủ nhật á, thì các bạn phải đặt bàn trước thì các bạn mới được mới có chỗ ngồi, tại không gian quán nó hơi nhỏ nhưng mà nó thiết kế view thì rất là đẹp, nó vô cùng trình bày những cái hồi niệm và nó theo cái lối kiến trúc ngày xưa chứ không có giống như quán hiện đại các bạn. Thì nó nằm ở trên một con đường nhỏ nhưng không gian thì khá yên tĩnh, và đặc biệt là phong cách của nó bày trang trí rất đẹp. Giờ mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ các bạn. Thì đó, anh nhân viên đã kêu mình đặt bàn trước, phòng tới 5 người thì nó sẽ chuẩn bị cho mình, bên quán chuẩn bị cho mình một cái chỗ ngồi 5 người. Đây mình quay, mọi người đang ăn rất là vui. Theo mình thì ở đây có những món nướng như giống như mình có thể là kiểu như là picnic hay là homestay năng kiểu như thế. Ở đây có món nai nướng rất ngon các bạn. Đây thì mình sẽ quay cái bảng này, đó là Mậu Dịch Đà Lạt, nó design năm 2015 các bạn, đó là năm 2015. Và menu của quán thì cũng khá là ổn, nói chung giá thành thì cũng không cao lắm và món thì rất ngon, menu thiết kế cũng khá đẹp, kiểu như là nó mới miếng vải nha các bạn chứ không phải là giấy. Ấn tượng của quán là trang trí, những cái cách trang trí của người ta là về hồi niệm ngày xưa. Mỗi góc ở quán thì đều có thể có những bức cảnh sống ảo các bạn. Ở đây có thể các bạn có nhiều kiểu chiêu lắm. Thì quán chủ yếu bán món nướng và mấy cái món mà lẩu. Ở đây phục vụ thì cũng các bạn nam mà và cũng rất là dễ thương và lịch sự các bạn. Theo mình biết thì ở đây đồ nướng nó là chủ yếu, nó chủ đạo và đầy đủ rau thịt và nước chấm thì hơi bị tuyệt vời. Chút tí nữa mình sẽ quay cái nước chấm, đây là các bạn thấy không, nó vẽ những cái hình rất là đẹp. Đây anh Bùi Vàng anh sẽ đem cho mình nước chấm và mình đã kêu món combo món nướng và đây là nai nướng. Nó có nước chấm tuyệt vời các bạn, nước chấm rất là ngon. Nó nước chấm khá ok. Mình thì mình đợi lâu quá, nó lâu chín mình phải kêu thêm. Đó, bây giờ mình để mình cái miếng nướng này, nó nướng trong miếng ngói các bạn. Nướng trên miếng miếng ngói thì nó lâu nóng lắm. Và mình phải chờ. Ở đây thì không khí lạnh nữa. Thì nó rất là lâu nóng. Đây nếu các bạn ở đây mà trời mưa mà Đà Lạt kiểu mưa phùng phùng vô đây ăn thì hết bài. Đây khá đông. Bữa mình đi là trúng bữa thứ bảy. Khá đông đông người. Về trình bày món thì mình các bạn cũng nhìn thì thấy á, nó rất là ngon à, tại vì mình ở đây mình mới kêu một món còn mấy món chưa lên nữa. Nếu mình bày ra hết các bạn là không thể ăn được luôn, không thể có chỗ để. Ở đây rất là nhiều món và rất là ngon. Rồi bây giờ chúng mình chuẩn bị nướng thôi. Mình sẽ nêu cảm nhận cho các bạn coi về những món ăn này nha.
thì chắc các bạn sẽ lên Đà Lạt thì nên ghé đây một lần. Tại mình cũng coi những cái clip review cũng khá là hay, khá là ngon. Bởi ở đây trên những trang mạng thì mình đọc qua thì về hương vị thì chắc cũng có thể là không thể bằng được, bởi vì ở đây nước ướp thịt rất đậm đà và thịt thì rất tươi, nước chấm thì vô cùng ngon. Và đặc biệt ở đây các bạn nên kêu có món xà lách trộn nha, ở đây cũng rất là ngon, tươi ngon mà đảm bảo ăn là riêng luôn á. Bây giờ để mình ăn thử các bạn xem nè, đây mình cuốn với xà lách mình ăn thì nó tuyệt vời nha các bạn. Cay 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 nồng của cái nước chấm với là thịt nó rất đậm đà. Đến đây là các bạn cũng có một trải nghiệm rất là hấp dẫn nha các bạn. Ở đây mình ăn xong thì mình sẽ quay tiếp cái clip trong quán cho bạn xem. Đây đến đây bữa mình đến đây lúc tầm khoảng 8 giờ. Ở đây sử dụng những cái ly nước đồ và ấy là toàn là dùng bằng tre các bạn, kiểu phong cách của giống như xưa xưa á, mà nó rất là ngon. Nói chung là ưu điểm ở đây thì giá cả hợp lý và phục vụ thì hết sức ổn, đồ ăn thì tươi ngon. Bước vào trong quán thì mình đã thấy nó có cảm giác là hay rồi, bởi nhân viên rất là nhiệt tình nha các bạn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Một suất ăn của quán thì cũng khá đầy đủ. Các bạn có thể kêu thêm hoặc là các bạn hưởng thưởng thức kiểu như là mình ăn từng món tại cái bàn thì nó khá là nhỏ, nó không có được rộng lắm. Đến đây thì không gian thì khá ổn. Để mình đánh giá cái quán này thì mình có thể là chắc được 5 sao với một sự phục vụ nhiệt tình này, và mình ưng ý tất cả ở đây. Decor của quán này rất đẹp, và nếu mà các bạn có một dịp ghé lên Đà Lạt thì đi, và mình là chắc chắn nếu mà mình có dịp đi thì mình sẽ lên đây mình ủng hộ quán này. Và cái thời điểm đi thì các bạn nên chọn thời điểm đi, và các bạn có thể là đi những cái giờ vui thì các bạn nên đi tầm khoảng 90 giờ thì rất là đông người và rất là cái thời điểm đó không khí nó nhiệt độ nó đã thấp á, mình ngồi ăn quán nướng thì mình rất là ngon. Rồi mình sẽ ăn để test thử view. Bây giờ mình sẽ đi quay những cái không gian mà gọi là để cho các bạn chụp hình sống ảo và đăng lên Facebook hoặc là Zalo hay là cái nói chung là trên mạng xã hội. Thì ở đây rất đẹp đẹp rất đẹp, không gian rất là kiểu như là đi chụp hình thôi. Rồi mình chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.